Hello, hôm nay chúng ta sẽ quay lại với vấn đề cơ bản trong Photoshop. Chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ đảo chiều đối tượng trong Photoshop. Thì chúng ta sẽ mở một cái tấm hình để chúng ta có thể làm một cái ví dụ. Thì như các bạn thấy là chúng ta mở một tấm hình và chúng ta tạo một cái tấm hình nằm trên cái layer mới, là chúng ta đặt tên là một, bạn có thể đổi tên. Thì bây giờ chúng ta muốn cái cô gái này đang nằm phơi nắng trên một cái hồ bơi, thì cái đầu cô ta đang nằm phía bên tay trái và cái chân thì nằm phía tay phải. Bây giờ chúng ta không muốn cô ta nằm ở cái phía này, chúng ta muốn đảo chiều, nên là cái chân sẽ chuyển qua phía bên tay trái và cái đầu cô ta sẽ chuyển qua bên phía tay phải. Thì như vậy nó sẽ nhìn nó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Edit Transform, sau đó chúng ta sẽ chọn là Flip Horizontal. Flip Horizontal nghĩa là chúng ta sẽ đảo chiều về cái hướng là nằm ngang, chiều ngang. Chúng ta thử nha. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy được là cái chân nằm bên trái, cái đầu thì nằm bên phải. Ngược lại chúng ta có thể Transform Horizontal đảo ngược lại. Còn nếu chúng ta muốn đảo ngược theo chiều đứng thì chúng ta có thể chọn là vertical. Thì nó sẽ đảo ngược lại về phía chiều đứng. Thì để hình dung hơn cái phía chiều đứng thì chúng ta có thể tạo tạo một cái mũi tên ha, để các bạn hình dung cho nó dễ. Đây là mũi tên. Thì nếu chúng ta sử dụng cái Edit Transform, chúng ta chọn Horizontal thì mũi tên nó sẽ chuyển qua bên tay trái này. Chúng ta chọn Horizontal thì nó chuyển qua tay phải này. Tương tự này, chúng ta sẽ xoay nó Vertical, chúng ta xoay theo ngược chiều kim đồng hồ ha, chúng ta xoay lên. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh Transform Vertical thì mũi tên nó sẽ chỉ xuống. Đó. Chúng ta dùng Vertical nó chuyển lên. Đó là cái công cụ đảo. Tương tự chúng ta muốn đảo cái hình này, chuyển cô gái cái chân qua phải cái đầu, thì chúng ta lại chọn cái layer mà có cái hình cô gái này. Chúng ta chọn Edit, chọn Transform, chúng ta chọn Flip Horizontal thì nó sẽ đảo ngược lại hàng như vậy. Ok, một cái bài rất là ngắn như vậy nhưng mà các bạn sẽ dễ tìm, để mà những cái lúc mà mình cần thì mình có thể sử dụng cái công cụ đó một cách thành thạo. Các bạn nhớ ha, chúng ta chọn layer chúng ta muốn xoay, sau đó chúng ta chọn Edit, chúng ta chọn Transform, chọn Flip Horizontal hoặc là Vertical tùy các bạn. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái chúng ta ví dụ một cái chữ đi. Ta có một cái chữ, bây giờ chúng ta dùng cái lệnh transform ha, horizontal này. À, nó sẽ đảo ngược lại. Chúng ta dùng horizontal lại, nó sẽ quay trở lại vertical, nó sẽ đảo ngược xuống vertical, đảo ngược lên. Trường hợp mà thường chúng ta dùng cái lệnh như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng xoay cho hình ảnh thì nó tốt hơn. Nhưng mà những cái vấn đề về chữ thì các bạn sẽ sử dụng, chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer mới của chữ W case layer, là làm một layer mới nó gần giống layer cũ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô sử dụng là Edit Transform Vertical đi. Thì nó sẽ tạo cái giống như là cái ánh sáng gương nó chiếu, nó phản chiếu ngược lại vậy. Thì chúng ta chọn cái công cụ là
tròn tròn dưới này ha. Ok, chúng ta chọn gradient tool, chúng ta kéo xuống. Đây là mình ví dụ bài học hôm nay chỉ giới hạn ở trong gọi là trong cái giới hạn là các bạn tìm hiểu cái công cụ là transform và vertical và horizontal thôi. Còn cái kỹ thuật mình đang ví dụ như thế này thì các bạn, mình chỉ ví dụ để các bạn hiểu về cái công cụ mình nói thôi, thì nó có thể ứng dụng ở những cái dạng như vậy. Các bạn thấy nó có cái, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để làm cái hiệu ứng trên. Thì mình sẽ có một cái bài khác về những cái hiệu ứng như vậy. Đây chỉ ví dụ cho các bạn thấy được là nó có những cái tác dụng trong cái công cụ Photoshop là nó như vậy. Hy vọng là cái bài học mà nói về cái clip horizontal và vertical này thì nó giúp cho bạn có thể giải quyết một số vấn đề mà về vị trí những cái tấm hình sao cho nó phù hợp với lại cái ý tưởng thiết kế của mình. Cho các bạn, hy vọng là cái bài học này giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.